và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kim Phượng xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong các diễn biến thật tệ hại cho thấy rõ, trào lưu bài Công giáo tại Hoa Kỳ đang càng lúc càng dâng cao. Hai nhà thờ Công giáo tại Florida và Los Angeles đã bị đốt phá vào rạng sáng thứ Bảy. Quý vị nghe rõ không? Đây là kênh Việt Catholic News. Họ đưa tin trào lưu quá sức tàn bạo đốt nhà thờ ở Florida để thiêu sống các tín hữu Công giáo đang cầu nguyện bên trong. Và họ, cái câu mở đầu của cô phát thanh viên là gì? Trào lưu bài Công giáo đang lên cao tại Hoa Kỳ nha. Đấy là nghe rõ ràng nha quý vị. Và cái này là nó đang diễn ra một cách cực kỳ mạnh mẽ. Đó. Trào lưu bài Công giáo đang dâng cao. Và họ đến nỗi là họ đốt nhà thờ tại nước Mỹ nhá. Chắc tại Cộng sản Việt Nam đó. Họ đốt nhà thờ và họ thiêu sống cả các tín hữu đang cầu nguyện ở bên trong. Đó là Ly muốn nói một ấy cho quý vị nghe. Và đây hôm nay là mời quý vị nghe cái thằng này, nó tên là linh mục Lê Quốc Thăng quý vị. Đúng ra hôm nay Ly cũng tính lên nói, tại vì Ly hôm nay tính mời một cái cô ở ngoài Kiên Giang nói, nhưng mà cô liên lạc cho cô không được, cho nên Ly sẵn Ly lên luôn. Mà mục đích của Ly lên hôm nay là gì? Tại vì rất nhiều người, kể cả người đạo Phật, kể cả người đạo ông bà, cho rằng là Ly không nên vơ đũa cả nắm, mà chỉ ai sai thì nói người đó, và rằng là chỉ có một số linh mục thôi, còn nữa thì đa số sống tốt đời đẹp đạo. Thì hôm nay Ly đưa cho quý vị một cái thằng này mà hầu hết người ta chưa biết, hầu hết họ chưa biết mặt và cũng chưa biết tiếng. Thằng linh mục Lê Quốc Thăng, tại sao Ly đưa lên? Nó là thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình và thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nó viết một cái bài rất là ngắn, nó viết là gửi người cộng sản. Quý vị nhớ nhé, thư ký tâm thư của linh mục Lê Quốc Thăng, thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi người cộng sản. Nó viết như vậy, ngắn thôi quý vị, ngắn thôi, nhưng mà đấy là ngắn chỉ mấy dòng thôi, nhưng mà thể hiện cái tâm cảnh của Hội đồng Giám mục Việt Nam, bởi vì nó là thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam mà. Thì đây coi như là lời tuyên chiến của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam là lớn nhất ở Việt Nam rồi đó quý vị. Lớn nhất ở cái trong cái cấp bậc giáo hội Công giáo. Nói tóm lại là vậy. Tôi là một gửi người cộng sản. Tôi là một linh mục Công giáo. Tôi không theo thuyết định mệnh, càng không chủ trương báo oán. Tôi chỉ theo đường lối của Chúa tôi. Tôi chỉ theo đường lối của Chúa tôi, đấng giàu lòng thương xót. Đó là nó tự đặt ra rồi, nó nói chứ thương xót thấy có thương miếng nào đâu. Đấng giàu lòng thương xót, tôi kêu gọi những anh chị em đồng bào của tôi đang theo chủ nghĩa vô thần, những người là đảng viên cộng sản, những người nhờ đó mà nắm giữ mọi quyền bính trên tổ quốc Việt Nam này, từ tổng bí thư đến cán bộ xã, tức là từ trên trung ương xuống địa phương nha quý vị. Những anh em dân phòng, kể cả những người làm dân phòng, hãy ngừng và từ bỏ ngay chủ thuyết vô luân này. Quý vị nhớ nhé, Việt Nam mình từ năm 1930 thì rất là vất vả nha quý vị, để mà thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì những người thành lập đảng, quý vị biết rõ lúc đấy, Ly nói ôn lại một xíu ha. Lúc trước năm 1930 thì ở Việt Nam có 3 tổ chức yêu nước. Nhưng mà 3 tổ chức này thì mặc dù là yêu nước và có chung một mục đích là chống ngoại xâm, nhưng mà khốn nổi là vì là 3 tổ chức cho nên là
là ba tổ chức này mặc dù có cùng một kẻ thù chung là giặc ngoại xâm, nhưng vì ba tổ chức cho nên không ai chịu ai, và dẫn đến ba tổ chức này quay qua đánh giống như chống nhau, loạn xì ngầu, giống như ở bên Cali mà chống nhau đó quý vị, suốt ngày cắn nhau. Thế thì lúc này bác Hồ đang ở nước ngoài thì bác cho triệu tập những người trong trong những cái người trong ba tổ chức đấy sang bên Hương Cảng Hồng Kông Trung Quốc. Và trong một bởi vì lúc này ở ở nước ta là đang bị Pháp nó cai trị, cho nên là mình mà bắt được thì nó sẽ kết án mình là chống lại chính quyền bảo hộ mà. Cho nên những người này là phải cải trang đi sang bên Hương Cảng Hồng Kông Trung Quốc. Và không phải là được họp thoải mái, bởi vì lúc nào cũng có mật thám nó theo. Thì bác Hồ và những người yêu nước đó là phải giả bộ mua vé vào xem bóng đá, để trong cái buổi xem bóng đá đó là thảo luận cái ấy để thành lập ra, để hợp nhất ba cái tổ chức này đó, hợp nhất ba cái tổ chức này và đặt tên là Đảng Cộng sản đó. Thì từ 1930, Đảng Cộng sản ngày 3 tháng 2 năm 1930 Đảng Cộng sản ra đời. Thì quý vị biết rõ, sau đó dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước ta thành đánh đuổi được giặc Pháp, rồi giành được độc lập tự do từ các cái chính quyền thực dân và đế quốc. Thì bây giờ đó, khi mà đưa cái Đảng Cộng sản theo theo Bác Hồ vào Việt Nam ấy, thì ta giống như gọi là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tức là đã áp dụng theo cái tư tưởng của Bác Hồ, cho nên cái Đảng Cộng sản đã được đã lãnh đạo toàn dân ta và đi từ thắng lợi này thắng lợi khác. Và bây giờ thì dưới sự lãnh đạo của Đảng thì chúng ta đang thấy nhà nước ta đang đi đúng hướng, đúng không? Tuy nhiên thằng Linh Mục này nó nói nè, hãy ngừng và từ bỏ ngay chủ thuyết vô luân này. Và nó nói này, trả cho dân quyền làm người. Nó tiếm quyền của chúng ta đâu có khiến cái mặt nó lên đòi đâu, bởi vì chúng ta là làm người từ nào giờ mà, chỉ có nó làm chó cho nên nó đòi làm người thôi. Nhưng mà đáng lẽ nó bảo trả cho người công giáo từ quyền làm con cừu thành quyền làm con người thì được. Đây nó tiếng quyền của mình luôn, nó bảo trả cho dân quyền làm người, trong khi mình đâu có khiến nó đâu, mình đâu ủy quyền cho nó đâu, đúng không? Trả cho dân quyền làm người, quyền sở hữu và quyền công dân. Quý vị biết rõ ta có cái chứng minh thư, rồi bây giờ ta làm căn cước công dân, rồi ta cái căn nhà ta sở hữu. Đây mà căn nhà của Ly cũng sở hữu, Ly có quyền bán, có quyền sang nhượng bất cứ lúc nào. Mà nó vẫn cứ đòi như vậy thì hỏi quý vị chịu nổi không? Đúng không? Nhà nước Việt Nam rõ ràng, chính con Phùng Duệ Châu cũng nói, chính con Chiên Quốc Khải cũng nói là, và chính hầu hết con Chiên đều nói, mày không được chống đạo công giáo vì đạo công giáo được nhà nước Việt Nam công nhận. Ủa, nhà nước Việt Nam công nhận, tại sao chúng nó suốt ngày đòi bỏ chủ thuyết vô luân, chủ thuyết cộng sản, với lại gọi ta quyền, với lại gọi quái thai, đúng không quý vị? Vậy là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Và cái thằng này nó đặt tên nó luôn, nó xưng luôn là nó là thư ký ủy ban công lý và hòa bình thuộc hội đồng giám mục Việt Nam. Vậy cái lời của nó là nó đang đại diện cho toàn bộ hội đồng giám mục Việt Nam, đại diện cho hơn 6 triệu con Chiên, đúng không quý vị? Và nó đi yêu cầu như vậy, trả cho dân, hãy ngừng và từ bỏ ngay chủ thuyết vô luân này. Vậy theo quý vị, thằng súc sinh Lê Quốc Quân, mày trả lời cho tao coi, bây giờ ngừng và từ bỏ chủ thuyết cộng sản thì theo chủ thuyết nào? Theo cái chủ thuyết là lạm dụng tình dục của chúng mày, hay là mà để mà phải đi cúi, phải để mà người đứng đầu phải đi cúi đầu xin nhân loại tha thứ cho 7 núi tội ác à? Đúng không quý vị? Lê Quốc Thăng, đúng rồi. Hãy trả cho dân quyền làm người, quyền sở hữu và quyền công dân. Nếu không chạy không kịp đâu. Quý vị nghe cái từ cực kỳ là láo xược không? Nó chỉ có 6 triệu mống. Nó đang
nó đang nhà nước Việt Nam cho nó đi ra nước ngoài hay không là do nhà nước Việt Nam, nó không, nhà nước Việt Nam chỉ cần không cho đi là nó không dám đi. À, muốn cho nó xây nhà thờ hay không là nó xây, muốn cho nó được, kể cả thằng Vatican phong phong chức nha. Nhưng mà trước khi thằng Vatican muốn phong chức đâu quý vị, thằng Vatican phải đưa cái tên tuổi lý lịch của những cái thằng mà Vatican tính phong đưa cho nhà nước Việt Nam, nhà nước Việt Nam có duyệt hay không nó mới được được phong. Vậy đó, mà nó dám láo bố láo bố toét mà nói như vậy thì quý vị tưởng tượng đấy. Cho nên mới gọi là gì, công giáo là con cừu khi thiểu số, con cáo khi ngang số, và nó sẽ biến thành con cọp hung dữ khi nó chiếm đa số. Mà nó bây giờ đang là thiểu số, quý vị thấy không? Đó. Nó đang chỉ mới có hơn 6 triệu mống à, mà có khi ngày nay cũng được 6 triệu mống nữa cơ. Hôm nay nhiều kênh trùng giờ quá, không sao đâu Kỳ Võ, bởi vì mình nói ở đây cho đến sau mình đưa lên kênh là chủ yếu là cho để đó nữa. Tại vì nếu mà vô năm học rồi là đi rất là bận, không có rảnh. Cho nên là, và cái thằng này thì hầu như chưa ai biết đến nó. Cho nên Ly là muốn là lôi thêm ra để chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng nó không phải chỉ một số thằng, mà đây là lập trường không thay đổi của Vatican lẫn Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cái ủy ban công lý của các ngươi hãy lắp ở trong nhà thờ dùng cho ủy ban công lý của các ngươi, có được nhà nước công nhận không, có được 90 triệu dân Việt Nam chấp nhận không. Đúng rồi anh Hoàn Việt, nó đang sống ở Việt Nam, nó chỉ có hơn 6 triệu mống thôi mà nó dám hung hăng hống hách cao ngạo một cách nó nói vậy. Nếu không thì chạy không kịp đâu, chạy cái đầu mày ở thằng Lê Quốc Quân. Người cộng sản người ta ngồi giữa thủ đô chứ chạy đi đâu, có chúng mày núp trong nhà thờ không dám mở ló mặt ra bên ngoài thì có. Quý vị biết rõ sự bấp bênh của thể chế chính trị này mà, quý vị nghe không? Nó nói nè, nếu không thì chạy không kịp đâu. Quý vị biết rõ sự bấp bênh của thể chế chính trị này mà. Đúng rồi đó, đúng rồi đó Khanh Nguyên. Không nghiêm khắc, không thẳng tay với cái bọn này là nó rất là ngang ngược, ngông nghênh, ngông cuồng. Nó có nói này, hãy ngừng lại sự giả dối, điên cuồng và ảo vọng đi. Quý vị nghe không? Một thằng linh mục làm thư ký của cái Hội đồng Giám mục Việt Nam đang sống trên đất nước Việt Nam, và quý vị nên nhớ một điều này nè. Ở đây là nó đang đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, là cái cơ quan cao nhất của cái bọn tà đạo này. Và nó làm xong, nó viết như vậy xong thì nó bản dịch qua tiếng Anh của cha Doan, Doan gì lộ. Và cái này sau đó nó linh mục Lê Quốc Thăng thư ký Ủy ban Công lý Hòa bình Hội đồng Giám mục Việt Nam, và cái bản này được in ra gửi cho các cơ quan ở trong và ngoài nước quý vị. Đó. Đây hình ảnh của nó đây quý vị. Nó nói hẳn trên nhà thờ thư kêu gọi. Quý vị nhìn này. Đó. Đây là nó nói trong nhà thờ chứ không phải nó nói núp lùng nha. Đó, và nó ngang nhiên thách tuyên chiến nha. Và đây đứng nó là con Trần Ly vơ đũa cả nắm nha. Đây nó đang ghi nè, thư kêu gọi của linh mục Lê Quốc Thăng nè, gửi những người cộng sản, gửi từ trung ương đến những anh dân phòng nè. Và nó tuyên bố lên nè, các nếu không thì gì, nếu không thì quý vị biết rõ, hãy ngừng bỏ, nếu không thì gì, nếu không thì chạy không kịp đâu quý vị. Chạy cái đầu nó chứ. Bây giờ nói thật quý vị chứ, Ly suốt ngày Ly càng tìm hiểu chúng nó, Ly càng căm thù. Một thằng đang sống trên quê hương Việt Nam, đang được đang chịu sự quản lý của nhà nước Việt Nam, mà nó chỉ có hơn 6 triệu mống mà nó dám hống hách hung hăng như vậy. Hỏi quý vị coi, nếu bây giờ mà nó mà một cái dân của nó, cái số lượng của nó mà chiếm khoảng tầm 30 triệu thôi. Hiện nay mới hơn 6 triệu, nó chiếm tầm 30 triệu đấy, 1/3 dân số đấy. Thì quý vị sẽ thấy được cái nanh vuốt của nó hung dữ
như thế nào và ngang ngược như thế nào, bảo đảm tất cả các tôn giáo trên Việt Nam đều bị nó tàn sát hết trơn. Đó quý vị thấy đó, nó cực kỳ hung hăng nhé. Và đây quý vị, Ly đọc cho quý vị nghe. Lại thêm một con cầu nữa, sẽ còn nhiều con cầu nữa. Đúng rồi, Ly chào cụ anh Đào nhé. Không phải là thêm đâu, mà chúng nó là, đây chúng nó là lập trường, Ly phải khẳng định nhé. Lập trường của Hội đồng Giám mục Việt Nam, như hôm qua Ly đã đọc cái Vả Tuyệt Thông cho quý vị. Lập trường bất di của nó là không có bất cứ một cái liên hệ nào với người Cộng sản mà. Nó tuyên bố luôn mà. Phần xác của nó, đúng rồi, phần xác của nó ở Việt Nam, nhưng phần hồn đã bán đứt, đã cho đứt chứ không phải bán, đã cho đứt cho Vatican rồi. Bán được thì đã đỡ, mà nó cho đứt rồi, nó làm tôi làm mọi cho Vatican rồi, nó chỉ biết tôn thờ Vatican, nó không biết gì đến quê hương dân tộc hết. Đó, mà quý vị thấy nhá, nó nói rất những cái giọng mặc dù rất ngắn, nhưng quý vị nghiền ngẫm cho Ly từng chữ từng câu một. À, đúng rồi đó bác Giao Thông, nếu nó chiếm 1/3 dân số, nó sẽ đánh chính quyền. Nếu thắng thì nó... À, người ta nói nếu mà thắng nó phải nói là nó tàn sát người Cộng sản giống như thời kỳ Trung Cổ. Ly khẳng định với mọi người vậy. Nó không, mà tất cả các tôn giáo khác nó gọi là gì ta, phải nói là y như thời Trung Cổ, cái thời mà người ta gọi là thời kỳ đen tối đó quý vị. Nó đưa lên dần thiêu hết ráo, cái bọn này là vậy. Nó chỉ mới, quý vị phải hiểu nhé, nó chỉ mới hơn 6 triệu mống. Và Ly chào Henry Vương nhé. Mà nó mới chỉ hơn 6 triệu mống nè. Cái tội ác của nó đang treo lơ lửng trên đầu. Qua hai cuộc xâm lược của Mỹ, của Pháp, nó luôn luôn là cấu kết với ngoại bang, làm chó săn cho ngoại bang. Bây giờ nó không biết ăn năn sám hối, mà nó còn dở cái giọng điệu gọi là ta đây, gọi là kẻ cả như vậy với nhà nước Việt Nam. Và quý vị biết rất rõ nha, nhà nước Việt Nam bị người dân bức xúc rất nhiều. Người dân nói là Việt Nam nhu nhược, rồi cộng sản, rồi những người cán bộ nhu nhược, công an nhu nhược, để nó cưỡi lên đầu. Người dân mình thì đa số vậy. Nhưng mà bọn nó thì vẫn lưu loa rằng là ở Việt Nam không có tự do nhân quyền. Mà chính rất nhiều, chính cả những cái ông linh mục ở hải ngoại cũng công nhận là bây giờ về Việt Nam thấy nhà thờ nào cũng nguy nga lộng lẫy, mà nhà thờ san sát, nhà thờ còn nhiều hơn thời dưới thời Ngô Đình Diệm rất nhiều. Quý vị biết rất rõ mà, đâu cần phải Ly nói đâu. Quý vị đi từ Bắc Trung Nam, những ngôi nhà thờ gọi là nguy nga tráng lệ, gọi là đẹp nhất nhì Đông Nam Á, nó từ những cái khu miền Trung nọ kia cũng vậy, chứ đâu cần phải ở hai thành phố lớn đâu. Ở miền Trung, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, chứ có những cái nhà thờ đó, chẳng hạn như là anh Hoàn Việt, anh nói nè, một cái nhà thờ ở Thái Bình thôi, mà quý vị tưởng tượng là xây dựng 5 năm nay chưa xong, thì quý vị hình dung đi, một cái nhà thờ ở Thái Bình thôi mà xây dựng 5 năm trời nay chưa xong, thì quý vị hình dung đi là nó lớn như thế nào. Đó, mà bây giờ miệng chúng nó vẫn ra rả rằng là ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, và đặc biệt là nó vẫn còn giảng mồm ra để nó đòi Cộng sản là phải trả cho nó quyền làm người. Vậy là hóa ra từ nhỏ, từ lúc sinh ra giờ nó làm chó không á quý vị ơi, giờ mới biết nha, nó làm chó, làm cừu, làm chiên, làm ngáo gì không á. Cho nên nó mới đòi hỏi người Cộng sản, mà trong khi đó cái kẻ mà tước đi cái quyền làm người của chúng nó chính là con đếm thúi Vatican. Nó, mà bây giờ nó giảng mồm ra nó đòi người Cộng sản, chính người Cộng sản trao cho nó quyền làm người, nhưng nó từ chối, nó khước từ, nó cam tâm, nó vinh dự, nó vinh hạnh, nó tôn thờ cái kiếp làm chiên làm chó. Đó, rồi bây giờ nó lại đi giảng mồm, nó đòi người Cộng sản trả lại cho nó quyền làm người. Mà nó đòi cho nó là đã đành, nó lại đòi cho toàn dân, nó đòi cho dân tôi chứ. Ai khiến mày đòi cho tao mày, thằng kia à, đúng không quý vị? Vậy cho nên mới nói là, bởi vậy cho nên Lim đó, đúng, phải phanh phôi nó lên. Bởi vì rất nhiều người, kể cả người đạo Phật, kể cả người đạo ông bà,
cho rằng là cô Trần Ly này cực đoan, với lại vơ đũa cả nắm, không nên vơ đũa cả nắm, với lại đi gì gây chia rẽ đoàn kết tôn giáo, với lại đi ngược lại với chủ trương của nhà nước. Đúng, chủ trương của nhà nước là gì? Tôn giáo tự do, ai cũng tự do theo hay không theo, và mọi người đều có quyền theo hay không theo, đó là chủ trương bất di bất dịch của nhà nước ta. Nhưng mà chúng nó đâu có, chúng nó vẫn vẫn ngậm máu phun người đấy thôi. Mà điều này nếu không vạch ra thì quý vị vẫn nghĩ rằng là chỉ một số linh mục, nó lấy danh nghĩa nó là thư ký của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi người Cộng sản, vậy nó có phải là ở danh nghĩa là một cá nhân nữa đâu. Đó, mà cái này nó ra rả, nó nói trên nhà thờ, và nó còn gửi cái, nó còn dịch ra tiếng Anh để nó gửi ra cho các thế lực bên ngoài để nó khóc nhè, nó đi đi khóc với bu bu nó ở nước ngoài mà. Vậy thì quý vị nghĩ coi, mong quý vị có ít phân đổ ra cho cái con chiên ngáo cho Trường Khiêm nó ăn, cái nó đói nó đang sủa inh ỏi nhà ly. Nhưng mà thôi, để cho nó sủa mới vui, chứ để cho nó sủa mới biết được rằng nó đang tôn thờ cái bọn hiếp dâm, nó đang tôn thờ cái bọn giết người. Thằng Trương Khiêm á, nó lại là khi mà chiên chó đó quý vị, thì nó lại khoái, nó lại chỉ biết tôn thờ cái xấu cái ác, như là lạm dụng tình dục hàng ngàn đứa trẻ, giết hàng ngàn đứa trẻ rồi đem chôn tập thể. Đó quý vị nhớ nhá, cái bọn con chiên là cái gì? Bàn thờ ông bà tổ tiên nó đọc để nó đi thờ thằng con hoang chết treo đó. Cho nên giờ nó thấy Ly lên nói muốn thông não cho nó, nhưng mà vì con chiên mà nó từ bỏ kiếp con người nó làm chiên, cho nên nó ngu lắm. Thôi thì cứ để cho nó ẳng đi quý vị, có ít phân cho nó ăn cho nó no và dùng Ly với nha, bởi vì Ly bận không tiếp nó được ha, quý vị nhớ giúp Ly nhé. Đó quý vị nhớ nhé. Rồi xong nó còn dùng những cái ngôn từ như vậy, và đây đọc cho quý vị nghe để quý vị thấy nhé. Quý vị thấy những cái người vô bình luận là bây giờ, quý vị thấy người dân bây giờ nhờ vậy đó mà người dân hiểu biết ra nhiều. Một cái nick Đồng Lương vào bình luận này: chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng, cộng sản nó cho bắt nhốt, cộng sản nó bắt nhốt thì bảo sao nước biển lại mặn, kha kha kha. Quý vị nhớ nhé, chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng, có nghĩa là chỉ mới có 6 triệu mống mà bày đặt nói cộng sản là chạy không kịp. Quý vị nhớ nhé. Rồi rồi một cái thằng này thì chắc là chiên đó quý vị, chiên Trần Minh nè, nó nói nè, cho tiền cũng không dám bắt, Bộ Ngoại giao Mỹ đang lên án về tự do tôn giáo ở Việt Nam, cùng lắm cũng chỉ là giam lỏng không giấy tờ như đã từng làm với Hồng Y Nguyễn Văn Thuận năm xưa, mà làm thế cũng chỉ tự vả vào mặt mình. Đó quý vị nhờ, tức là nó luôn luôn nghĩ tới bu Mỹ. Nó nói nè, cho tiền cũng không dám bắt, quý vị nhớ chưa? Bộ Ngoại giao Mỹ đang lên án về tự do tôn giáo ở Việt Nam, cùng lắm cũng chỉ là giam lỏng không giấy tờ như đã từng giam với Hồng Y, như đã từng làm với Hồng Y Nguyễn Văn Thuận năm xưa, mà làm như thế cũng chỉ tự vả vào mặt mình. Quý vị thấy chưa? Nó đã qua cái điều này để quý vị thấy rằng bọn con chiên này nó luôn ỷ thế ngoại bang. Nó ỷ thế ngoại bang quý vị. Mà trong khi đó thì quý vị thấy vừa rồi cái clip vừa rồi trào lưu bài trừ Kitô giáo đang dấy lên ở tại nước Mỹ, và vừa rồi chính thằng Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nó cũng nói là Joe Biden đang đưa ra một cái chiến dịch bài công giáo ở trong văn hóa Tây phương. Nhưng mà bọn trong nước nó ngu, nó không tìm hiểu, cho nên nó rất là ảo tưởng quý vị ạ. Trong khi chính bọn Vatican nó đã khóc, nó đã lên án, nó đã gào khóc rằng nước Mỹ đang có một cái trào lưu bài công giáo. Nhưng mà quý vị, Ly phân tích cho quý vị kiểu vậy nè, là cái này Ly đọc nhiều sách Ly biết, và chính Bắc Quang và Ly nói chuyện với rất nhiều những người ở hải ngoại đó, thì họ nói nếu một khi nước Mỹ mà nó không bài đó, nó không có cái chính sách bài công giáo đó, thì không bao giờ cái nạn lạm dụng tình dục bị phanh phui ra đâu.
Bởi vì cái mà bọn linh mục, bọn quả đen đó, nó lạm dụng tình dục trong nhà thờ là từ khi có cái đạo này rồi. Nó lạm dụng tình dục, nó gọi là có rất nhiều thằng giáo hoàng, là bây giờ sách vở viết rất rõ là giáo hoàng có nhiều thằng là phải mang cái tội là không chỉ là lạm dụng tình dục người ngoài mà nó còn là ấu dâm, nó còn loạn dâm, nó còn hiếp dâm cả mẹ, nó còn ngủ với mẹ, nó còn ngủ với cả con gái, ngủ với cả chị gái, tức là rất nhiều thằng giáo hoàng như vậy. Mà ở Vatican là từ cái thời xưa, từ ông Luther mà lập ra cái tin lèo á, khi ông đến Vatican đó thì ông mới thấy, ông mới phát hiện ra Vatican là một cái động quỷ, và lúc đấy ông mới quyết định lập ra là gọi là tách ra, gọi là phản thể giáo mà bây giờ gọi là tin lèo đó quý vị. Cho nên là nếu mà thằng Mỹ mà nó bài đó, chính sách của nó bài, thì không bao giờ mà bị khui ra cái vụ mà chấn động mà gọi là hàng ngàn đứa trẻ bị lạm dụng tình dục đâu. Nhưng mà vì đã đến lúc nó muốn bài, thứ nhất quý vị chỉ dựa vào hai yếu tố quý vị sẽ thấy nhé. Thứ nhất, tại sao ở nhà thờ Công giáo lại rúng động với những cái vụ lạm dụng tình dục bị khui ra, đến nỗi thằng linh mục Martino Nguyễn Bá Thông nó phải nói là giáo hội Mỹ phải bỏ ra 3 tỷ 900 triệu đô la để bồi thường cho nạn nhân bị bọn quả đen nhà thờ hấp diêm. Và có rất nhiều giáo phận ở Vinh ở quanh ở Mỹ phải rao bán vì không còn tiền để và nếu bạn sống đến 70 năm trong thời gian sống tạm thời trên trái đất thì 3,9 tỷ người chết. Chính thằng linh mục Nguyễn Bá Thông nó nói hiện nay có một một người trở lại đạo, thì có nghĩa là có 6 người rời bỏ nhà thờ. Mà ở riêng ở Mỹ không đó thì đã có hình như là 20 giáo phận là phải rao bán nhà thờ vì không còn tiền để duy trì. Đó là chính miệng của thằng linh mục Nguyễn Bá Thông nó nói nha. Mà quý vị cũng không lạ gì tại sao vừa rồi lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ lại tổ chức lễ Phật đản. Quý vị nhớ lại coi, là tại vì và nhiều và quý vị sau chuỗi lại nhé, một khi thằng Mỹ nó không muốn đụng tới thì nó được ém nhẹm cho hết. Một khi thằng Mỹ nó muốn bài trừ thì bắt đầu rúng động. Và khi thằng Mỹ làm thì từ các nước khác người ta cứ theo. Thậm chí quý vị biết nha, ngay cả tiền ngày xưa mà khi mà anh ấy, vợ chồng Ngô Đình Nhu đó, trong thời gian làm gọi là cố vấn đó, làm đó là dưới thời Ngô Đình Diệm đó, vợ chồng Nhu Xuân gửi ra nước ngoài không biết bao nhiêu tiền, 19 tỷ Mỹ Kim quý vị. Nhưng mà sau đó là bị một kẻ lạ mặt đột nhập lấy hết đi. Thì quý vị, sách người ta nói là ai kẻ lạ mặt là ai nếu không phải là CIA. Nó biết rõ tiền của Nhu Xuân gửi mà. Cho nên sau khi Nhu Xuân bị giết chết thì nhà Xuân à Nhu bị giết chết, còn Xuân thì sống lưu vong đó. Thì cái số tài sản mà bọn nó tham ô tham nhũng được nó gửi tuồn ra nước ngoài đó, bị CIA nó hóa trang nó cướp sạch. Đó. Rồi quý vị nghe một cái đó, quý vị nghe đây là một con chiên tên là Trần Minh nó vô nó nói nè, cho tiền cũng không dám bắt, Bộ Ngoại giao Mỹ đang lên án về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Mà trong lúc đó ở Mỹ thì đốt nhà thờ và đốt luôn cả con chiên đang làm lễ trong nhà thờ. Rồi các nhà thờ cứ vài ngày lại có vài nhà thờ bị đốt. Thì bây giờ Mỹ nó có dám mở miệng nó nói về Việt Nam, Việt Nam thừa tự do tôn giáo, nhưng mà cái đầu óc của con chiên từ thời Ngô Đình Diệm, từ thời Pháp thuộc rồi, nó luôn ỷ lại, nó luôn nghĩ rằng là nó dựa vào được ở ngoại bang, cho nên nó mới cuồng, nó mới láo toét như vậy đó quý vị. Và cái hôm qua có một chú ở Mỹ, chú điện về nó, chú nói chuyện với Ly này, chú nói là nhà nước Việt Nam nên nhớ. Nhà nước Việt Nam không hiểu, chứ ở bên Mỹ này nhá, nếu nói xấu chính quyền, nói xấu lãnh đạo đó, ví dụ nói ở đâu ngoài đường ngoài xá thì được nhá, chứ đã lên mạng nói YouTube giống như thằng Nam Heo nhá, ở Mỹ nó gông cổ lại liền. Chú ở Mỹ chú nói vậy. Và bây giờ ở bên Mỹ này á, là nó coi nhà thờ, nó coi bọn tu sĩ không ra một cái gì, cẩn thận là nó giống như kiểu nó gông cổ lại, cho nên bọn nhà thờ, bọn tu sĩ bên đó bây giờ ngán lắm.
Nhưng mà nhà nước Việt Nam không hiểu cho nên cứ nghĩ rằng là nó được nước Mỹ nọ kia. Đó, cho nên hôm nay phải phân tích cho kỹ, bởi vì cái bọn con chiên này nó vẫn ảo tưởng quý vị. Nó vẫn ảo tưởng vào vua Mỹ.